Rồi, xin chào mọi người nha. Đây, Việt Lao TV đây. Rồi, hai ngày nay mình lu bu quá ha. Chưa có làm được lắp. Rồi, hôm nay rảnh rảnh chút. Giờ là cũng 10 giờ rưỡi đêm rồi mọi người. Cũng tranh thủ ha. Cũng tranh thủ ra một bài lắp cho mọi người chứ. Không tiếp tục thì nó cũng kỳ ha. Cố gắng. Thì tiếp tục ha, MC ở đây ha mọi người. Thì bài hôm nay là mình sẽ làm bài NTFS bơm sinh ha. Rồi, ở đây mình chưa có đổi cái này nữa nè. Chưa đổi ha, bỏ đi. Thì bài này thì mô hình cũng đơn giản ha. Mình chỉ sử dụng một máy Windows Server 2019 thôi. Nó là máy 211 ha. Rồi. Mô hình đơn giản ha mọi người. Rồi, đóng lại ha. Họ. Rồi, mình có các bước sau đây ha. Thì NTFS là chủ yếu là phân quyền ha mọi người. Rồi, một đi. Phân quyền thư mục ha bằng standard biết gì đúng không này rồi chắc đúng permission ha và những cái quyền cơ bản á của NTFS ha. Rồi bài lab này mình sẽ sử dụng một máy Windows Server 2019 ha. Rồi start lên. Đây mình cũng mới start nó xong rồi. Giờ mình mở lên nha. Bị khô cổ họng. Có gì mọi người thông cảm nha. Uống nước đây. Rồi mình lock on nha mọi người. Thì bài lab này thì mình sẽ tạo một cái cấu trúc cơ bản cho một công ty ha mọi người. Thì bây giờ gồm có là phòng kế toán nè, phòng nhân sự nè và một cái thư mục chung ha. Rồi cấu trúc dữ liệu như thế này đi. Rồi mình mở PC lên để tạo một cái folder ha, data nè, data công ty ha. Rồi ở đây có phòng kế toán. Kế toán. Rồi. Nhân sự. Rồi, một cái phòng gọi là public đi. Một cái thư mục chung mọi người. Rồi. Thì ví dụ như user phòng kế toán thì chỉ truy cập dữ liệu phòng kế toán thôi ha. Rồi user phòng nhân sự thì chỉ truy cập dữ liệu phòng nhân sự thôi. Rồi, public là dùng chung ha. Đó, mục đích thì là kế toán nhân sự đều có quyền truy cập, nhưng mà đặc biệt cái chỗ này là coi như là dữ liệu của người nào tạo ra thì người đó có quyền xóa ha, không có xóa chung được ha, không có xóa lộn xộn. Rồi trước tiên chúng ta sẽ tạo user ha. Rồi yêu cầu user ha, mình sẽ tạo 4 user này. KT1 ha mọi người. Người chờ mình chút nha, tạo từ từ. Rồi, KT2 kế toán á. Từ từ mà làm thôi, gấp gáp nó lộn. Rồi, hai thương mà hai user của phòng kế toán ha. Tương tự phòng nhân sự cũng vậy luôn. Ok cho mọi người. Rồi nhân sự 2 ha. Nhìn bữa này khô cổ họng quá.
Rồi, tiếp theo mình tạo hai group nha. Group kế toán. Rồi, add user kế toán vô ha. KT1 check name. KT2 check name. Ok. Rồi, tạo nha. Rồi. Tạo thêm group nhân sự. Add NS1 NS2. Rồi, giờ chúng ta đã tạo xong hai group ha mọi người. Kế toán nhân sự, giờ kiểm tra lại kế toán nè. Rồi, có hai user. Nhân sự cũng có hai user ha. Ok. Rồi đó, nãy giờ là chúng ta mới có chuẩn bị thôi đó. Rồi, giờ mình cấu trúc cơ bản cho mọi người ha, đơn giản nha. Rồi, trên thư mục data thì group kế toán và nhân sự thì có quyền read ha. Rồi, group thư mục public thì kế toán và nhân sự có quyền full. Rồi, group kế toán thì group kế toán sẽ có quyền full ha, nhân sự thì không có quyền truy cập cho kế toán. Rồi ngược lại thì nhân sự có quyền full, rồi kế toán thì không có quyền truy cập ha. Rồi giờ bắt đầu nha mọi người. Rồi. Phải chuột lên data ha, chọn property. Qua tab security. Rồi nhấn nút advanced ha. Rồi, chọn disable inheritance ha. Rồi chọn này. Dài quá thì mình nhìn đi đọc mệt quá. Rồi, ok ha. Rồi chúng ta chọn nó edit. Rồi remove cái group user này ra nha. Rồi. Add group kế toán vô ha. Kế toán check name. Và nhân sự check name. Ok. Rồi, coi như là kế toán và nhân sự có quyền read thôi nha. Ok. Rồi, ok. Rồi xong, giờ cấu hình thêm một data xong ha. Vậy chúng ta lấy phân quyền cho thêm một data ha. Rồi giờ mình sẽ thử nè. Mình log on từng user ha, mình thử ha. Rồi kế toán đi. Rồi mọi người chờ nó tạo profile chút ha. Rồi. Chúng ta thử chờ thêm một data ha. Rồi. Rõ ràng ha, user KT1 truy cập được ha. Giờ tạo nè, báo lỗi chắc luôn. Thì nó đòi hỏi có cái quyền ha mọi người. Rồi, truy cập được bình thường ha. Nè, tạo nè, la làng nè. Phải chưa? Hiện tại là chỉ có cái quyền read thôi ha, read tại data ha mọi người. Thì tương tự mình test những cái user kia thì nó cũng vậy thôi. Đây, mình thử một user nữa cho mọi người xem ha. Nhân sự đi. Chúng mình làm chậm chậm ha. Không có gấp gì. Mình thử từng cái cho mọi người dễ hiểu. Đó. Giờ mình đã cấu trúc trên data rồi ha, có quyền truy cập rõ ràng nha. Đó. Nhân sự nè, giờ tạo nè, không cho nè, tại vì không có quyền thôi. Rồi ok, mình trở lại admin ha, tiếp tục log on admin.
Ok ha. Giờ mình tiếp theo mình sẽ cấu hình trên cái thư mục dùng chung public đó. Rồi, phải chuột public chọn property security ha. Rồi, chọn edit ha. Chọn cho kế toán nè, full control nè. Nhân sự full control. Có nghĩa là chúng ta sẽ cho group kế toán, group nhân sự có quyền ha, full control trên cái mục public nha mọi người. Ok nha. Ok. Rồi, như là kế toán, group kế toán và group nhân sự có quyền trên public full control luôn ha. Rồi giờ mình thử nha. Test cho nó chính xác. Thôi mình thử một user thôi nha mọi người. Kế toán đi. Rồi. Mở lên ha. Ok. Vô data nè, public nè, thử tạo một cái file đi. Ok rõ ràng nha. KT1. Đó. Hello. KT1 sale rồi ok được ha. Giờ xóa thử luôn đi, delete. Ok thì user nhân sự thì cũng thế thôi ha. Thôi để mình test cho mọi người xem luôn đi. Nhân sự rồi thử luôn cho chắc cú. Đây nhân sự ha. Đây, public nè. Để tạo một cái folder. Đó, nhưng sự. Ok không? Rồi ha, xóa thử luôn nè. Ok luôn. Rồi, vậy mình đã phân quyền trên thư mục public ha mọi người. Rồi, tiếp theo mình sẽ phân quyền trên thư mục kế toán cũng như nhân sự ha. Rồi phải chuột lên một cái toán chọn property ha, security fan ha mọi người. Rồi chờ chút ha, chọn refresh lại cái. Rồi advanced tiếp theo chọn disable in her distance ha. Rồi chọn ok. Ok rồi tiếp theo chọn edit. Vì đây là thư mục kế toán ha, cho nên mình phải remove cái nhân sự ra. Ok. Rồi, kế toán ha. Nhớ nha, group kế toán, thư mục kế toán cho phép full control. Rồi, ok cho mọi người. Ok ha. Rồi, ok. Đây, tiếp theo mình sẽ phân quyền cho thư mục nhân sự ha. Ok. Property Security Advanced. Tương tự thôi. Rồi, edit ha. Nhân sự thì mình remove kế toán ra nha. Rồi, không là... Rồi. Ok. Đây, kiểm tra lại cái chắc ăn nè. Rồi chạy refresh lại cái đây nhân sự ha. Rồi nhân sự ok chưa, không có lộn nha. Đây, kế toán rồi đúng kế toán ha. Ok rồi bây giờ chúng ta phân quyền xong kế toán nhân sự ha. Giờ sign out nè, đăng nhập với lại kế toán. Thì chắc chắn là mình sẽ vô được một kế toán rồi đó. Đây, kế toán này vô kế toán ha. Rồi. Tạo cái gì cũng được.
cắt tê đây, xóa bình thường nha mọi người. Rồi nhưng mà nhân sự là chắc chắn vô không được. Rồi gõ gàng ha. Rồi tương tự mình sẽ thử trên user nhân sự nha. Đấy. Nhân sự, ok ha. Kế toán chắc chắn là không được rồi đó. Rồi, ok. Sale admin đó. Rồi, vậy là mình đã phân quyền standard permission ha, mấy quyền cơ bản. Rồi tiếp tục phân quyền thứ một bằng special permission ha mọi người. Nói chung là mấy cái quyền đặc biệt á. Nói chung là cái quyền chi tiết hơn á. Vậy là dễ hiểu nhất. Những cái quyền nó chi tiết ra ha. Special permission. Rồi, bắt đầu nha mọi người. Thì ở đây là mình sẽ phân quyền theo cái yêu cầu là cái file do user nào tạo ra thì user đó mới có quyền xóa và user khác không có được xóa ha. Rồi. Ok nha. Rồi, kế toán ha. Property một kế toán. Tab Security ha. Những nút Advanced. Rồi chờ nó refresh chút ha. Rồi chúng ta chọn nút kế toán. Chọn Edit ha mọi người. Ở đây là có cái nút Show Advanced Permission nè. Đó. Rồi chúng ta bỏ hai cái quyền này ha. Delete subfolder and file. Rồi, ok. Ok, rồi, ok ha mọi người. Rồi, chút mình sẽ test ha. Đây, coi như là nó trong thư mục kế toán này có hai user ha, KT1 và KT2 thì user nào tạo file nào á thì user đó chính user đó có quyền ha, xóa, user khác không có xóa được ha. Rồi tương tự thì mình làm cho nhân sự ha mọi người, cũng property ha, security, rồi advanced ha, bấm nhân sự nè, chọn edit nè, chọn show advanced permission ha, rồi bỏ hai cái quyền này ha, ok, rồi bây giờ mình sẽ test ha. Rồi lắp on lần lượt nè, mình test trên cái toán thôi ha, nhân sự thì nó tương tự, mình lắp KT1 đi. Đây. Rồi. KT1 ha. Tạo một cái file của KT1. Hello. Rồi, xem lại ha. File của KT1. Có gà nha. Rồi mình xài ao ha.
Rồi. KT2. Rồi, tương tự mình cũng tạo một file ha. Đấy. Kế toán nè, file này có KT1 nè. Rồi, mình tạo file của KT2. Ok chưa? Hello. Rồi. Thì chắc chắn là cái file của KT2 á, là KT2 phải xóa được, đó là chuyện đương nhiên không mọi người. À, mình xóa nha. Delete. Ok ha, không vấn đề. Nhưng mà cái file này là của KT1 nè. Giờ mình xóa thử nè. Không được ha. Rồi, mọi người thấy có gan nha. File của user nào thì user đó xóa ha. Rồi. Rồi tiếp theo ha mọi người. Phần 3. 3 chấm. Nghĩa là phần này là phần tag nè. Ownership. Cái chữ cái đọc nghe nó hết hồn ha. Rồi chứ cái không có gì ha, nó là cái chức năng ha để chúng ta chiếm cái quyền. Chiếm cái quyền điều khiển của cái file đó ha mọi người. Chiếm quyền truy cập chứ. Rồi đây mình sẽ log on vô ha. Mình log on admin. Đây mình ví dụ cho mọi người nè. Ví dụ user KT1 ha, tạo một cái file ha mọi người. Nhưng mà sau này user KT1 nó nghỉ việc rồi ha, thì không có ai đọc được hết. Thì khi đó admin sẽ dùng cái chức năng là tag ownership này ha, để lấy chiếm quyền. Rồi ha. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình giả dụ như là đây là user KT1 nha. Đây lắp on KT1. Thử cái tính năng này ha. Đây. KT1 ha. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái folder đi. Đó, folder tên là KT1 luôn. Chiếc hoa này. Ok chưa? Đây, folder này là của user KT1 tạo ha. Rồi, mình phân quyền luôn nha. Đây là gì của user KT1 nha. Rồi, chờ chút các mọi người. Rồi nút Advanced ha. Đây, ok.
Rồi ở đây mình sẽ remove hết không ha. Remove. Remove. Đây remove luôn anh admin luôn nha. Rồi, chỉ đẩy KT1 thôi ha. Rồi mình thấy không? Coi như là cái file này là chỉ có cái folder này là chỉ có KT1 mới có quyền thôi nha. Ok. Ok. Rồi kiểm tra lại nè. Security nè, đó rõ ràng nha, chỉ có KT1 mới có quyền thôi. Rồi ok. Thì chắc chắn là admin cũng sẽ không có thể nào truy cập được rồi. Đây mình sẽ log on admin, mình thử cho mọi người xem nha. Đây là cái chức năng tag ownership ha. Đây mở lên này. Kế toán nè. KT1 mà chắc chắn là không được. Đó rõ ràng nha. Bây giờ admin sẽ chiếm quyền. Nó gọi là tag ownership. Thì một cái ví dụ đơn giản thôi, ví dụ như user KT1 này nó làm việc thời gian cũng lâu rồi ha, bây giờ nó nghỉ việc. Nghỉ việc mà không bàn giao hay gì đó thì giờ admin sẽ vô chiếm lại ha, chiếm quyền lại. Rồi phải chuột ha, chọn property. Qua tab security ha. Chọn advanced. Ở cái mục là owner nè mọi người. Rồi chọn gen ha. Rồi nhập vào administrator. User admin ha mọi người. Check name. Ok. Rồi ok chưa. Tiếp theo tôi đánh dấu vào đây ha. Give owner ship content và object ha. Rồi như là chiếm quyền á. Ok ha. Ok. Yes. Đây, chúng ta phải chuột vào cái folder này cho ta thấy nè. Admin ha. Set full control. Rồi chúng ta sẽ mở lên, chắc chắn là mở được nha. Rồi. Rồi như là admin nó chiếm được cái quyền ha mọi người. Rồi khi nãy là không có mở được KT1 ha. Sau khi tag ownership thì chúng ta là truy cập được ha. Rồi. Phần số 4 ha mọi người. Rồi phần này là xét cái quyền khi di chuyển dữ liệu ha. Vì tiếng Việt để cho nó dễ hiểu. Rồi, set cái quyền khi di chuyển dữ liệu. Đọc nghe không hiểu gì hết. Đây mình giải thích ha. Rồi. Thì ở đây nó có hai cái vấn đề. Cái vấn đề là copy và cái vấn đề là move dữ liệu. Hai hành động nó khác nhau nha mọi người.
Giờ cái mục data này chúng ta sẽ copy và mu xem nó khác chỗ nào ha. Giờ chứ mình tạo một cái thư folder đi, mình đặt tên cho nó dễ hiểu luôn, copy. Rồi mình sẽ copy cái này qua ha, copy rồi bắt vô. Rồi chúng ta property cái mục data nha. Đây chúng ta thấy rõ ràng ha, cái quyền NTFS của nó đã thay đổi ha. Đây nó không còn là cái quyền như cũ trước của mình ha, là có group nhân sự với kế toán nha. Đây rồi nó đã rồi, ok tạm thời để yên đây. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái folder nữa tên là mu. Rồi mình sẽ mu cái data này vào ha, chọn kết mu nó vào. Ok rồi phải chuột lên ha, mình property nha, security chờ nó refresh chút. Rồi mình thấy rõ ràng ha, kế toán nhân sự vẫn còn bình thường. Thì suy ra là khi di chuyển dữ liệu trong cùng partition, di chuyển nha, là mu nha mọi người, thì quyền của data không bị thay đổi ha, coi như là cái quyền của NTFS không bị thay đổi. Thì còn cái việc khi mà chúng ta copy á, đây là copy nè, đó thì khi copy dữ liệu vào nơi khác cùng partition ha, thì quyền của data vừa copy sẽ bị thay đổi phụ thuộc vào nơi đến ha. Đó là khi copy là nó sẽ thay đổi cái quyền ha mọi người. Rồi mu thì giữ lại quyền, rồi đơn giản vậy thôi. Rồi hy vọng trong cái bài lab này ha, mình cũng hướng dẫn mọi người rất là chi tiết, rất là chậm ha, về cái phần NTFS permission. Rồi hẹn gặp mọi người vào cái bài kế tiếp nha. Rồi nếu mọi người xem mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha, cũng như bấm vào cái nút chuông á để không thể nào mà bỏ qua những cái video mới nhất của mình nha. Rồi xin chào mọi người nha.